Xin chào và chúc anh em một ngày vui vẻ. Buổi tối ngày hôm nay, Man United sẽ có một trận đấu vô cùng quan trọng với Liverpool. Và nội dung bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin liên quan đến trận đấu này. 5 điểm nhấn trong buổi tập mới nhất trước trận gặp Liverpool. Man United sẽ rất muốn chấm dứt chuỗi trận bất bại của Liverpool tại Wembley trước kỳ nghỉ quốc tế. Erik ten Hag dường như đã tiết lộ một thông tin tinh tế về đội bóng trước trận đấu giữa Man United và Liverpool. Quỷ đỏ sẽ tiếp đón đội của Arne Slot tại Old Trafford vào chiều chủ nhật, trước khi kỳ nghỉ quốc tế khép lại màn khởi đầu đầy phấn khích cho mùa giải Premier League mới. Quỷ đỏ sẽ hy vọng trở lại con đường chiến thắng sau trận thua đáng thất vọng 2-1 trước Brighton vào cuối tuần trước. Trong khi đó, Liverpool có cơ hội kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 3. Ten Hag và Slot mới chỉ có 4 lần chạm trán nhau trong quá khứ. Thật thú vị, huấn luyện viên của Liverpool đã giành chiến thắng trong 2 lần chạm trán đầu tiên với AZ Alkmaar trước khi người đồng hương của ông ghi được 2 chiến thắng trước Feyenoord để cân bằng tỷ số. Ten Hag và Slot giờ sẽ đối đầu trực tiếp tại Premier League trong một cuộc đụng độ được cho là dữ dội. Vì vậy, tờ Manchester Evening News đã xem xét kỹ lưỡng các cảnh quay tập luyện tại Carrington để tìm manh mối trước trận đấu giữa Quỷ đỏ và Lữ đoàn đỏ. Đầu tiên là gợi ý về Mainu và Casemiro. Kobbie Mainu và Casemiro là những cầu thủ duy nhất được nhìn thấy mặc áo yếm màu vàng huỳnh quang trong khi những người khác không mặc hoặc mặc áo màu cam. Điều này có thể gợi ý rằng bộ đôi này được chỉ định là người đàn ông ma thuật như một phần của một cuộc tập trận trước một trận đánh lớn. Người đàn ông ma thuật là người chơi trong đội đang giữ bóng trong một trận đấu. Bằng cách giới thiệu vai trò này, người chơi được khuyến khích chuyền bóng và di chuyển trong khi cũng chuẩn bị cho các pha chuyển tiếp để chuyển đổi trạng thái của đội. Có lẽ Ten Hag sẽ sử dụng bộ đôi này giống như ông đã từng làm trước đây trong vai trò tiền vệ trụ ở phía trước hàng phòng ngự. Thứ hai là lời khuyên dành cho Amad. Amad Yellow được phát hiện đang trò chuyện rất thân mật với Ruud van Nistelrooy. Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi này đã tìm được bàn gỡ hòa trong trận thua của Man United trước Brighton vào cuối tuần trước. Anh ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League trong sự nghiệp của mình, sau khi ghi bàn thắng quyết định đáng nhớ vào phút cuối trong trận tứ kết Cúp FA với Liverpool ở mùa giải trước. Nếu Ruud van Nistelrooy truyền đạt được lời khuyên của mình, Amad có thể sẽ có một màn trình diễn xuất sắc khác. Điểm nhấn tiếp theo đó là những cầu thủ trẻ tham gia tập luyện. Ethan Ennis và Habi Oguene được phát hiện đang bị kẹp trước trận đấu của United với Liverpool. Toby Collier cũng thường xuyên được tham gia. Những cầu thủ trẻ này sẽ muốn tạo ấn tượng tốt với ông chủ Ten Hag của Man United và có khả năng đưa mình vào đội hình thi đấu. Ten Hag đã chứng minh trong những năm gần đây rằng ông sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ với Alejandro Garnacho và Mainu nổi lên trong hàng ngũ của Quỷ đỏ. Và bây giờ, ai sẽ là cầu thủ tiếp theo của học viện sẽ được góp mặt ở đội 1 trong mùa giải năm nay đây? Tiếp theo đó là Evan và Maguire trò chuyện với nhau. Johnny Evan và Harry Maguire cùng với Rene Higgs được nhìn thấy đang trò chuyện vui vẻ. Trong khi người trước không nhất thiết phải bắt đầu trận đấu với Liverpool, người sau chắc chắn có thể sẽ đánh bại Matip Delic để giành một vị trí trong đội hình và hợp tác với Lisandro Martinez ở hàng thủ như anh đã làm trong trận đấu với Brighton và Fulham. Man United sẽ cần phải vững chắc như bàn thạch ở hàng thủ nếu muốn đánh bại đối thủ của mình vào chủ nhật. Tiếp theo là Højlund vắng mặt. Rasmus Højlund đã vắng mặt đáng kể trong loạt ảnh tập luyện mới nhất, nhưng điều đó không nhất thiết loại trừ anh ấy hoàn toàn khỏi cuộc chơi. Phát biểu với các phóng viên vào ngày cuối cùng, Ten Hag đã cung cấp thông tin cập nhật về tiền đạo này, người đang gặp vấn đề sau kỳ nghỉ. Nhưng khi nào sau kỳ nghỉ, chúng ta phải xem cậu ấy phát triển như thế nào, cậu ấy có thể tiến bộ như thế nào trong kỳ nghỉ để có thể được thể lực thi đấu. Huấn luyện viên Hà Lan cho biết thêm, cậu ấy đã trở lại sân cỏ, nhưng sẽ mất một thời gian trước khi cậu ấy đạt được tốc độ vì mọi người đều thấy điều đó xảy ra trong trận đấu đầu tiên của mùa giải trước. Vì vậy, cậu ấy cần phải tiến lên và xây dựng thể lực của mình trước đã. MU và Liverpool, Quỷ đỏ vượt khó. Old Trafford là điểm đến không thể bỏ qua trong trận đấu hấp dẫn của Premier League vào cuối tuần này, khi những kẻ thù cũ là Man United và Liverpool lại đối đầu với nhau vào chiều chủ nhật. Cuộc đấu đầy kịch tính này cũng chứng kiến sự tái ngộ của hai đối thủ cũ ở giải vô địch quốc gia Hà Lan là Ten Hag và Arne Slot lần thứ hai, sau khi các đội bóng của Merseyside đã giành chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu tiền mùa giải. Tháng 9 cũng không phải là tháng đáng nhớ đối với Man United, khi Quỷ đỏ đã thua 13 trong số 35 trận đấu tại giải đấu hàng đầu kể từ khi Sir Alex Ferguson rời khỏi ghế huấn luyện. Tuy nhiên, Quỷ đỏ chỉ còn cách 90 phút để giành 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League trên sân nhà, lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2023.
sau khi cũng đánh bại Newcastle United vào cuối mùa giải trước, nhưng không có gì tách biệt Slot và Ten Hag trong cuộc đối đầu của họ ở Hà Lan. Cả hai huấn luyện viên người Hà Lan đều đã có hai chiến thắng trước nhau trong thời gian ở quê nhà, nhưng lịch sử không ủng hộ người đang chỉ huy Liverpool vào cuối tuần này, khi Slot chuẩn bị cho trận đấu chính thức đầu tiên của mình chống lại các nhà vô địch nước Anh 20 lần. Không có huấn luyện viên nào trong 9 huấn luyện viên gần nhất của Liverpool giành chiến thắng trước Man United trong trận đấu chính thức đầu tiên của họ chống lại Quỷ Đỏ. Bob Paisley là người cuối cùng đạt được thành tích này vào năm 1975. Nhưng Slot là một trong 4 huấn luyện viên duy nhất giành 2 chiến thắng trong 2 trận đấu đầu tiên tại Premier League. Quỷ Đỏ đã vượt qua mùa giải chia tay của Jurgen Klopp mà không thua trận đấu nào trước Liverpool ở mùa giải năm ngoái, với 2 trận hòa tại Premier League và 1 chiến thắng ở FA Cup với tỷ số 4-3 đầy hấp dẫn. Nhưng Slot đã có chiến thắng 3-0 trong chuyến du đấu đầu tiên của mùa giải trên đất Mỹ. Vì vậy đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó đoán. Theo anh em, tỷ số sẽ như thế nào nhỉ? MU chi tiêu khôn ngoan trong kỳ chuyển nhượng hè. Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2024 của Man United đã diễn ra thành công rực rỡ, xét về cả góc nhìn của những cầu thủ chuyển đến và những người đã ra đi. Ineos sẽ rất hài lòng với kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên dưới sự dẫn dắt của mình với Man United. Xét về góc độ ký hợp đồng với cầu thủ Joshua Zirkzee, Lenin Zoro, Matic Delic, Nosat Marraoui, Manuel Ugarte, cùng với động thái chiêu mộ Seu Kone với giá rẻ, thực sự là những thương vụ tuyệt vời. Trong mùa hè đầu tiên kể từ mùa giải 2020-2021, Man United chưa phá vỡ mốc 60 triệu bảng cho một cầu thủ, và những sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng này tốt hơn nhiều so với mùa hè hỗn loạn đó. Khi đó, chỉ có Donny van de Beek là sự bổ sung nổi bật nhất. United đã có thể giải quyết nhiều vị trí bằng cách chi tiêu thông minh, sử dụng quỹ tích lũy từ việc bán cầu thủ, khiến đây trở thành một trong những kỳ chuyển nhượng có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của câu lạc bộ. Chúng tôi đã tổng hợp tất cả các giao dịch mua bán và chuyển nhượng để tính toán tổng chi tiêu của Man United cho mùa giải 2024-2025. Những cầu thủ Man United đã ký hợp đồng: Joshua Zirkzee 36 triệu bảng Anh, Lenny Zoro 52 triệu bảng, Matic Delic 38,5 triệu bảng, Marraoui 12,8 triệu bảng, Manuel Ugarte 42,2 triệu bảng, Sekou Kone 1 triệu bảng, tổng cộng là 182,5 triệu bảng Anh. Năm bảng hợp đồng này có mức phí trung bình chỉ hơn 36 triệu bảng Anh cho mỗi hợp đồng. Với những cầu thủ được ký hợp đồng ở hàng phòng ngự, tiền vệ và tấn công, Man United đã giải quyết được nhiều vị trí. Với các khoản phụ phí, Quỷ Đỏ cuối cùng có thể phải trả thêm khoảng 2-3 triệu bảng Anh. Sau đây là danh sách những cầu thủ Man United đã bán trong kỳ chuyển nhượng hè: Alvaro Fernandes 5 triệu bảng, Donny van de Beek 500.000 bảng, Cangola 4,6 triệu bảng, Mason Greenwood 23 triệu bảng, Wan-Bissaka 15 triệu bảng, Facundo Pellegrini 5 triệu bảng, Maxi Ojedele 500.000 bảng, Winfield 1 triệu bảng, Hanneman Mepri 5,4 triệu bảng và cuối cùng là Scott McTominay 25,7 triệu bảng, tổng cộng là 81,7 triệu bảng. Man United cũng có thể sẽ kiếm thêm 2-3 triệu bảng Anh, thêm các khoản tiền phí bổ sung. Ngoài ra, nhiều hợp đồng còn có các điều khoản bán lại có giá trị, có thể mang lại thu nhập đáng kể trong những năm tới. Trong khi đó, cũng cần phải tính đến khoản tiết kiệm lương đáng kể khi Varane và Anthony Martial được giải phóng hợp đồng. Quỷ Đỏ đã chi tiêu dòng vào mùa hè năm 2024. Chỉ tính riêng mức phí cơ bản mà Man United đã trả và nhận được trong mùa hè này, số tiền chi tiêu dòng là 101,8 triệu bảng Anh. Điều ấn tượng là nếu tất cả các khoản phí bổ sung được thanh toán và nhận được, tổng chi tiêu sẽ vẫn giữ nguyên ở mức 101,8 triệu bảng Anh. Việc chi hơn 100 triệu bảng Anh và có được 5 bản hợp đồng mới chất lượng cao là một thương vụ làm ăn tuyệt vời của câu lạc bộ và đã chứng tỏ sự nhạy bén thực sự trong kinh doanh từ đội ngũ ban lãnh đạo mới. Vào mùa hè năm ngoái, tổng chi tiêu dòng của Man United là 110 triệu bảng Anh và Quỷ Đỏ chỉ có được 3 bản hợp đồng chính chất lượng. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.